chia sẻ với mọi người cái mẫu đồ bộ thu đông thực hiện trên cái chất liệu vải là vải vải lụa nha, lụa Pháp, không co giãn, mình không co giãn ha. Với cái mùa lạnh này thì mình tranh thủ chia sẻ cái mẫu đồ bận ấm cho mọi người ha. Hy vọng là video này sẽ có ích cho mọi người. Cái bo này là mình mua ở tiệm phụ liệu ha. Bo là bo sẵn. Nó là bằng thun. Đây là số đo của đồ bộ thu đông nữ ha. Có bo, bo cổ, bo tai, bo lai, lai quần lai áo. Có chiều dài quần là 90 cm, lưng là 76, mông 92, ống quần là 25, chia đôi là 12,5, dài áo là 56, vai 35, ngực 84, dài tay là 40, ngực 86, dài tay là 40, và cái cửa tay hay là rộng tay đó là 20 cm. Tiếp theo thì mình sẽ vẽ áo ha. Cạnh giấy này sẽ là cạnh xếp đôi nha. Khi mình đặt lên vải thì mình xếp đôi vải lại. Đầu tiên thì bạn kẻ cho mình một đường sát trên đầu giấy này. Sau đó xuống 4 cm. Hạ vai. Vào cổ 6 cm. Ngang vai 18 cm. Đây là công thức cơ bản ha. Để mình nối hai điểm này lại để mình có đường xuôi vai. Trên đường xuôi vai này mình sẽ tính ngang vai chính của mình là 35, chia đôi là 17,5, đụng trên cái đường xuôi vai này. Nếu mà vai lớn hơn thì nó cũng sẽ ra ngoài đây, nhưng mà cũng đụng cái đường xuôi vai nha. Ngang cổ 8 cm. Hạ cổ 9 cm. Áo này cổ cũng hơi gọn ha. Chia đôi ra ha. Chia đôi cái đoạn này ra. Rồi mình sẽ chia đôi cái đoạn này để mình vẽ cái vòng cổ. Hạ nách ha. Hạ nách áo thì bằng 1/5 vòng ngực. Vòng ngực là 1/5 là được 17 2 ha, mình làm tròn 17 và mình trừ từ 1 đến 2 ha. Ở đây thì mình trừ 1, theo công thức cơ bản thì mình sẽ trừ 2. Nhưng với áo này mình sẽ cho cái nách hơi rộng tí ha. Vì vải này cũng không có co giãn. Hạ nách là còn 16 cm. Và anh kẻ vuông góc nha. Ngang ngực bằng 1/4 ngực cộng 1, 1,5 ha. Ngực 86 là 21,5. 21,5 cộng 1,5 là 23. Bạn vào nách cho mình là 2 cm. Sau đó thì các bạn sẽ đánh cong vòng nách ha.
neo cho mình là 12 size. Ngang eo bằng ngang ngực trừ 1 size. Đây là mình lấy cho nó hơi suông ha, hơi suông xuống với cái phần bo ở phần lái áo, và lái áo mình sẽ rút bo vào cho trên này nó có độ hơi phồng ha. 23 trừ 1 còn lại là 22. Rồi mình sẽ lấy dài áo ha. Dài áo là 56. 56 mà mình trừ đi 2 phân rưỡi bo ha, còn lại là 53 rưỡi. Ngang mông bằng 1/4 mông cộng 1/2. Mông 9 2 4 6 23, 23 cộng 1/2 là 24/5. Xa dạt xuống cho mình. Rưỡi ha. Cái áo này nó có bo cho nên mình cũng không, thường thường thì xa dạt 3 xăng, nhưng mà áo này mình sẽ lấy 2 phân rưỡi. Nhìn nó có cái bo nó ôm lại cho nên mình cũng không có đến nỗi mà áo nó bị xách lên ha. Rồi như vậy là mình đã vẽ xong cái thân trước. Thì khi cắt thì bạn cắt cái vòng cổ này, tạm thời mình cắt sát đi ha. Thôi đây mình sẽ vẽ luôn cái phần bo nè. Bo cổ á là 2 phân rưỡi ha, còn xuống luôn 2 phân rưỡi, vẽ đều 2 phân rưỡi nha. Thì khi mà mình đặt lên trên giải cắt á, thì bạn nhớ nha, chừa ra cho mình 0,5 xăng để mai bo vào nha. Tại vì lúc cái nào cũng vậy, mình khi mình cắt rã nó ra rồi á, thì khi ráp lại mình phải chừa đường mai. Cái cổ chính của mình là đây, nhưng mà cái bo nó sẽ nằm ở dưới này, thì bạn chừa cho mình là 2 phân rưỡi, chừa cho mình 0,5 xăng ha. Đây là khi cắt thì mình sẽ cắt sát, mà lúc đặt lên giải thì mình sẽ chừa. Vai cắt sát nha, vai này là cắt sát luôn nha, không có chừa. Quần nách cũng cắt sát luôn. Giờ trên gập thì mình sẽ cắt sát ha. Rồi mình sẽ chỉ cái nào chừa. Cái phần này là chừa 0,5 xăng nè ha. Cái đây á chừa từ 1 đến 2 xăng. Dưới lai thì chừa 0,5 xăng để mai bo. Rồi tiếp theo thì mình sẽ vẽ cái thân sau. Tiếp theo thì mình sẽ đặt cái thân trước lên thân sau ha. Mình vẽ, mình sẽ đặt lại cái vòng cổ ha, đặt cái vòng cổ cắt ra mình sẽ đặt lại nè, để mình vẽ cái cổ sau nha. Thì cái gai á, gai trước đó là mình không có chừa, nhưng mà khi mình vẽ thân sau thì mình sẽ chừa cái gai trước này ra 1 xăng để làm đường mai ha. Rồi sau đó bạn chồm lên cho mình là 4 xăng. Ngang cổ trước là 8 xăng. Bạn sẽ qua ngang cổ sau cho mình là 8 xăng rưỡi.
Rồi mình sẽ đo cái vai trước. Vai trước là tới đây nè, ngang tới ngay cổ nè. Để mình lấy cái vai sau cho nó bằng ha. Sau đó thì mình sẽ đánh cong cái vòng nách sao. Bạn hạ cái cổ sau cho mình ha. Hạ xuống cho mình là 3 xăng. Sau đó đánh cong vòng cổ. Cái lai áo thì lai sau ha. Bằng lai trước lên 1 xăng. Lai bên đây thì mình sẽ lấy bằng. Rồi. Tiếp theo thì mình cũng sẽ vẽ cái vòng cổ. Chừa ra 2,5 phân bo. Mình sẽ chừa đều ha. Cắt mình sẽ cắt sát ha. Lúc đặt lên giấy thì mình sẽ chừa. Rồi vai sau là chừa 1 xăng ha. Vùng nách thì cắt sát hết. Rồi cái lai áo thì chừa 0,5 xăng, đường sườn chừa 1 đến 2 xăng, cổ chừa 0,5 xăng, đường vai thì mình đã chừa rồi ha, vòng nách không chừa nha. Đây là cạnh này, cạnh xếp đôi ha. Rồi, như vậy là mình đã chia sẻ xong cái thân trước thân sau. Tiếp theo mình sẽ vẽ tay và giấy là mình sẽ xếp đôi lại ha. Hạ tay bằng 1/10 vòng ngực cộng 3 xăng. Ngang tay bằng hạ nách áo thân trước cộng 1 xăng. Mình sẽ nối hai điểm này lại và chia cái đoạn này ra làm 3 phần. Đoạn này lên 1 xăng, đoạn này lên 2,5 xăng. Đây bằng xuống cho mình là 0,2 xăng. Tay mình dài là 40 thì
Bạn trừ cái bo cho mình 2,5 phân ha. Trừ bo 2,5 phân. Còn lại là 37,5. Lấy 38 luôn ha. Ngang cái cổ tay. Cổ tay là 20 cm, chia đôi là 10 cm. 10 cm mình sẽ ra thêm 2 phân cho cái độ phồng của tay bo ha. Rồi mình sẽ vẽ hơi cong lên 0,5 cm. Rồi mình nối cái tay lại. Cứ giảm nhẹ vào 0,2 ly ha. 0,2 cm. Gặp mình sẽ cắt sát ha. Rồi còn cái phía cái lai tai này mình cắt sát luôn đi. Mình sẽ giảm cái phần thân trước, mình đánh dấu đây là phần thân trước ha. Mình sẽ giảm xuống 0,5 cm ha. Mình sẽ giảm nách áo trước. Rồi khi cắt thì bạn chừa cái đường may ha. 1 đến 2 cm. Chừa để may bo 0,5 cm. Rồi. Còn nách thì mình cắt sát ha. Rồi, thường thì mình sẽ cắt cái tay như vậy, nếu mà bạn sợ tay ngắn thì bạn có thể là cộng thêm 1 cm. Rồi. Như vậy là cái áo thân trước và thân sau và cái tay. Tiếp theo thì mình sẽ ráp cái phần áo. Thì trước tiên thì bạn sẽ cắt bo cho mình ha. Đây là cái bo tay thì sẽ bằng với cái số đo của cái rộng tay đó ha. Rộng cái cửa tay đó cộng thêm 2 phân đường may. Rồi, cái bo cổ. Bo cổ thì bạn sẽ đo cho mình cái vòng cổ ha. Cái vòng cổ mình cắt xong đó. Bạn sẽ đo cho mình cái vòng cổ trước và cái vòng cổ sau. Nhớ là bỏ cái đường may ra ha, bỏ hai cái đầu đường may ra. Rồi bạn sẽ đo lại được bao nhiêu. Bạn cộng hai cái thân này lại ha, vừa thân trước vừa thân sau. Bạn trừ đi 12 cm. Đó là cái phần bo cổ ha. Nhớ cắt là phải trừ cộng thêm đường may hai đầu nữa nha. Rồi, còn cái phần bo lai. Bo lai thì bạn sẽ lấy cái lai của thân trước và cái lai của thân sau bằng cộng lại ha. Rồi trừ 20 cm cho mình ha, để có độ dúng phồng ở dưới cái lai áo ha. Trước tiên thì bạn nối ha, nối các cái bo lại. Bo lai áo mình trừ 20 cm ha. Cho xong cái vòng áo cắt rồi đó. Còn cái bo cổ thì mình trừ 12 cm. Bo tay thì mình sẽ lấy bằng với cái vòng tay mình đo ban đầu ha. Nối tất cả các bo lại.
tiếp theo thì mình sẽ ráp hai cái dây áo lại ha. Dài lại ha. Rồi sau đó mình sẽ vào trong cái bo ha. Cái phần bo này nối mình sẽ đưa ra phía sau lưng nha, bạn chia ra giùm mình ha. Bạn chia cái bo cổ ra làm đôi luôn để mình căng cho nó đều ha. Cái thân áo nhớ là cái mối mình sẽ cho nó nằm ở sau lưng ha, của thân sau. Rồi mình căng dấu phấn ra ha, căng dấu phấn giữa của thân áo và giữa của bo nè, căng ra. Đường mai dài ra nha. Rồi sau khi mình mai bo vào rồi ha, bạn sẽ lật cái bo ra và mình giễu cái vòng cổ ha. Bạn giễu cho mình là 0,4 ly ha. Mình sẽ căng ra nha. Khi mà mình giễu nha là mình đè cái bo cho nó nằm xuống ha.
Vậy là mình đã vô xong cái bò cổ ha. Tiếp theo thì mình sẽ đi rắp sườn. Vì cái bo mình cố tình mình để ở sau nè, khi mình mặc thì nó ở sau nó sẽ khuất. Nếu mình đưa trên đầu vai này thì bạn mặc lên á thì nhìn nó ở trước mình nhìn nó vẫn thấy ha. Thấy mối nối ở trên này. Mình nhìn thấy nó không được đẹp cho nên mình đưa nó ra sau lưng ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ nối cái phần ráp phần sườn lại ha. Rồi, tiếp theo thì bạn sẽ may sườn, may hai bên sườn ha. Rồi sau khi đã ráp hai bên đường sườn rồi ha, bắt đầu mình sẽ vào bo line, mình sẽ vào phần bo của lay áo ha. Rồi phần bo thì mới nói mình đưa vào bên hông cũng được ha, với line không sao. Mình cũng sẽ chia cái line này ra làm 4 phần đi ha, cho nó gần cho nó dễ canh ha. Rồi mình cũng chia cái thân ra làm 4 luôn. Căng theo dấu phấn mà mình chia đều ra ha. Xong cái bo vào rồi mình sẽ lật lại, mình giữ giống như trên cổ vậy ha, mình giữ cho mình không bị bốn xăng. Như là mình đã giữ xong cái phần bo lai rồi ha. Tiếp theo thì mình sẽ may cái phần tay áo. Tay áo thì bạn ráp sườn lại ha. Rồi
mai bò vào. Cái phần nối thì mình cho nằm ngay cái đường nối của tay ha. Tay nó hơi nhỏ ha, nó hơi khó một tí. Tương tự thì mình cũng dĩu lật cái bo xuống và mình dĩu trên cái phần vải ha, vải áo ha, vải tay cũng dĩu đều 4 ly. Tiếp theo thì mình sẽ tra tay vào trong áo ha. Đây là cái tay mình may bo vào rồi. Mình sẽ xem coi cái tay nào trước sau ha. Để mình tra vào. Căng cái tay ra cho đều ha. Mình sẽ căng cái tay ra cho nó đều ha. Thường á thì cái tay áo lúc nào nó cũng dư hơn so với cái thân hết á. Cho nên nó cái phần giữa ngay khoảng đầu vai nè mình hơi cầm cầm cái tay lại ha, để cho tay nó có cái độ phồng, như vậy thì cái tay áo nó mới đẹp ha. Thì tay áo mình hay mai hai đường ha, cho nó chắc. Vậy là mình đã vô xong cái tay ha. Tương tự thì các bạn sẽ vô cái tay còn lại nha. Rồi sau khi mình vô hai cái tay áo xong rồi ha,
thì mình sẽ đem đi ủi cái sản phẩm này. Và đây là cái áo bo ha, mình đã hoàn thành xong. Bo cổ, bo tay, bo lai. Hy vọng là chia sẻ cái bộ đồ thu đông này sẽ có ích cho các bạn trong mùa lạnh này ha. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.